Nên tập mình sẽ quay cho cả nhà xem cái nếp mí sau 5 tháng và mũi bọc sụn tai hôm nay được mấy ngày? 10 ngày rồi nha cả nhà. Hôm nay là đến tháo nẹp các chỉ nha. Mũi này là mũi bọc sụn tai. Thì mọi người có câu hỏi nào thắc mắc cứ comment vào đây và nhớ lên chia sẻ livestream để nhận nhiều chương trình ưu đãi khuyến mại giảm giá nha. Đây là nếp mí sau 5 tháng rất là đẹp. Nhìn rất là tự nhiên luôn cả nhà. Thì mọi người có câu hỏi nào thắc mắc cứ comment vào đây và nhớ là chia sẻ livestream để nhận nhiều chương trình ưu đãi khuyến mại giảm giá bên trung tâm. Rất là đẹp. Xin chào Dung Lê, xin chào Mai Lệ, xin chào Phương Phan, xin chào tất cả mọi người, xin chào Phương Phan. Mũi này chỉ 15 triệu đồng thôi nha cả nhà. Đây thì mọi người có ai hồi hộp xem cái dáng mũi 15 triệu đồng nó sẽ như thế nào không ạ? Xin chào BB Trương nha. Xin chào trước BB Trương. Đây, cả nhà đâu hết rồi. Đây thì hiện tại là bên mình đang quay phát trực tiếp cho cả nhà xem. Một khách hàng tới đây là tháo nẹp mũi. Hôm nay là được 10 ngày nha cả nhà. Khách hàng này là đến từ Mỹ nha cả nhà. Khách hàng này là nâng mũi là bọc sụn tai thôi nha. Bọc sụn tai là giá cao tự nhiên. Chào bác sĩ, bác sĩ chào Đặng Thị Linh Đa nha em. Mình sẽ nâng mũi bao lâu thì tháo nẹp được vậy? Nâng mũi thì tầm 10 ngày là tháo nẹp giống như chị khách hàng này nha cả nhà. Đây, 10 ngày là tháo nẹp các chị giống như chị khách hàng này luôn. Thì giá mũi chỉ là 15 triệu đồng thôi. Mong chờ kết quả quá à. Ok em nha. Thì một chút xíu nữa đông đông người vào đây xem thì bên trung tâm sẽ mở nẹp cái dáng mũi này cho cả nhà xem. Tháo nẹp đi anh, ok em, một chút xíu nữa anh sẽ tháo nẹp cái dáng mũi này cho em xem ha. Ok em, một chút xíu nữa bác sẽ tháo nẹp dáng mũi này cho em ha. Anh Ái chào em trai nè, dạ em chào chị Anh Ái nha. Mai Phương, hello anh, chào Mai Phương nha em. Chào Suri Nguyễn nha. Tùy theo khuôn mặt hợp dáng mũi nào hả bác sĩ? Đúng rồi Ngọc Ngọc ơi. Tùy theo cái form mũi, cấu trúc tự nhiên mà khi đến trung tâm thì bác sĩ sẽ tư vấn cái dáng mũi phù hợp nhất với khuôn mặt của chúng ta nha. Thì mũi lúc trước chị này cũng có sóng cho nên là làm bọc sụn thì sẽ đẹp rồi ha. Đẹp xuất sắc luôn nha. Này được bao nhiêu năm ạ? Hay trọn đời ạ? Xin chào em. Thì các mí và mũi thì làm được trọn đời nha em. Mai Phương hỏng mũi mới của chị này anh ơi. Ok nha Mai Phương. Đợi chút xíu đi ha. Tháo nẹp cho cả nhà xem nha. Mí đẹp không chỗ nào chê luôn nha. Sau 5 tháng nó sẽ như thế này ha. Cặp mí tự nhiên quá. Cảm ơn em nha. Rồi nhìn lên camera đi ha. Đúng rồi đó. Nè mí rất là đẹp luôn nha. Mí rất là tự nhiên luôn. Những ai đang theo dõi livestream thì vui lòng và chia sẻ livestream này giúp mình lắm luôn cả nhà. Để nhận ưu đãi giảm giá nha. Khi làm đẹp phải thẩm mỹ viện nha cả nhà. Mũi bọc sụn tai thì chỉ có giá là 15 triệu đồng thôi. Nhưng mà 15 triệu đồng là nâng mũi tự nhiên thôi nha cả nhà. Để làm nâng sóng lên cao tự nhiên thôi nha. Không có cao tay mà không có dài đầu mũi nha. Đây giống mũi quay ngang của khách đây. Nhìn rất là đẹp luôn. Sau này nè em. Nè. Ai đang theo dõi sau đuôi giường á. Ai đang theo dõi livestream thì nhớ là chia sẻ livestream này giúp mình luôn nha cả nhà. Chúng ta chờ đón kết quả sau khi tháo nẹp mũi ra ha. Xin chào nha. Mí này bao nhiêu ạ? À? Mí này là giá là 12 triệu đồng nha em. Nâng mũi phí bao nhiêu anh? Nâng mũi thì giá là 35 triệu đồng à, đối với mũi mới ha. Mũi dao động là từ 15 cho đến là 35 triệu đồng. Đặc biệt là chiếc mũi này chỉ với giá 15 triệu đồng thôi nha. Nếu bạn nào da mỏng thì làm cái gói 25 bọc mega đâm thêm. Đợi chút xíu đi rồi mình sẽ tháo nẹp cho cả nhà xem. Anh xin chào Thúy Phạm nha em. Chào Thúy Phạm.
chào tất cả những khách hàng theo dõi livestream trực tiếp của mình. Khách hàng rất là xinh luôn, Mỹ rất là đẹp. Khách hàng là đến từ Mỹ nha cả nhà. Rất là tay. Khách hàng là đến từ Mỹ nha. Xin chào IC Nguyễn, khỏe chưa em? Xin chào, xin chào. Cảm ơn Nguyễn Hân đã tháp bạn bè vào ha. Cảm ơn em rất là nhiều nha Nguyễn Hân. Mũi to thì phải làm cấu trúc nha em, không làm được lại 15 triệu đâu nha. Mũi to là phải sửa cấu trúc 35 triệu hoặc là 25 triệu. Mí bao nhiêu vậy bác sĩ? Mí là 12 triệu đồng đối với mí mới, mí sửa lại là 15 triệu đồng nha. Này mí đã từng cắt từng nhắn rồi, giá là 15 triệu đồng. Nâng mũi tự thân thì giá bao nhiêu bác sĩ? Xin chào Thêm Mili. Nâng mũi sụn tự thân thì giá là từ 15 đến 35 triệu đồng ha. Có loại cao cấp hơn là 55 và 80 triệu đồng. Dao động là từ 15 đến 80 nha. Bây giờ sẽ tháo nẹp cái nhắn mũi bọc sụn này ha. Ok, giá mũi 15 triệu. Là sao? 10 ngày mà. 10 ngày đúng không em? Em Lê Cẩm Tú ơi, chào em. Sao khách hàng nào cũng xê xinh vậy em? Chị xấu nhất nè. Trời ơi, áo dài Ngọc Quyển ơi, chị xấu thì chị mới qua em làm đẹp. Chứ chị đẹp rồi chị đâu còn qua em nữa đâu, đúng không? Qua em đi rồi chị xinh như nhắn mũi. Chuẩn bị tháo ra nha. Em chia sẻ bài cho anh nè, để bạn bè biết đến anh nè, dễ thương quá. Rất là nhẹ nhàng nha cả nhà. Đây rất là đông người vào đây xem. Thì khách hàng này đến từ Mỹ nha cả nhà. Từ America. Tự thân là 55 triệu hả bác sĩ? Xin chào thêm Mili, tùy thuộc vào cái tình trạng và mong muốn cái dáng mũi của em mà bên trung tâm sẽ tư vấn cho em cái phương pháp cũng như cái loại sụn mà em làm ha. Đây giống mũi sau khi tháo ra. 15 triệu đây nha cả nhà. Cắt giùm em với đi. Cao vừa phải tương đối nha, nhẹ nhàng tự nhiên. Đây thôi. Cả nhà thấy đẹp không ạ? Nhìn lên đi. Đây rất là đẹp luôn. Đây cả nhà thấy sao? Đây. Kiếm nha. Quay góc bên này. Đổi góc cho cả nhà xem ha. Đây, hai góc luôn. Góc nào cũng đẹp hết nha. Chỉ 15 triệu đồng thôi nha cả nhà. Chứ không có cao tay mà chót vót đâu nha, tại vì nó là sụn nhân tạo, 80% là sụn nhân tạo và 20% là sụn tai nha, cao tự nhiên cân đối nha cả nhà, đẹp không? Mũi làm được mấy ngày đẹp rồi vậy anh? Hôm nay là 10 ngày rồi nha em. Đây là mũi bọc sụn hôm nay được 10 ngày. Cảm ơn Hoàng Thị Mỹ Trinh. Đây, cả nhà thấy như thế nào? Quá, quá trời người khen luôn rồi kìa. Đây. Xuất sắc nha. Phun xăm chị đó là gì vậy anh? À, chị này làm mũi bọc sụn tai em mà. Mũi này chị làm lần đầu tiên thì mới được nha. Mũi làm lần đầu tiên thôi, làm cao tự nhiên, giá nó là 15 triệu đồng. Mình quay lên đây cho cả nhà tham khảo nha cả nhà. Nhìn lên cho cả nhà tham khảo với giá mũi 15 triệu. Nhìn dáng thẳng rất là đẹp luôn, mí mũi rất là tự nhiên. Đoan Lê đẹp quá, cảm ơn chị Đoan Lê nha. Đây, xuất sắc chưa? Đây. Cả nhà. Nè, đẹp quá, cảm ơn em rất nhiều nha Thêm Ly. Cắt mí giá bao nhiêu vậy ạ? Cắt mí thì giá mí mới là 12 triệu đồng nha em. Còn mí sửa lại là giá là 15 triệu đồng ha. Đây. Thì khi mà chúng ta đến với trung tâm bên mình thì cắt một lần là đẹp cả đời nha cả nhà. Chúc mừng chị, thay mặt chị này là cảm ơn em nha em. Cho đẹp như khách hàng này của anh nha. Đầu mũi em hơi ngắn làm như chị này được không anh? Nếu mà mũi hơi ngắn thì em làm loại cấu trúc đi em à, 35 triệu hoặc là S-line 25 triệu nha em. Này Trần Thảo thon gọn không sưng không bầm gì luôn. Cảm ơn em nha. Mũi da mỏng thì giá bao nhiêu vậy bác sĩ? Mũi da mỏng thì bọc thêm Megadum là 10 triệu đồng tính tới nha em. Cái giá mũi gốc cộng với Megadum. Ví dụ là 15 cộng Megadum là 25. Đẹp lung linh luôn nha. 35 cộng Megadum là 45 triệu đồng nha em. Cao vừa phải tự nhiên nha. Vẫn còn hơi sưng chỗ này nha cả nhà. Hết sưng nó gom bôn vào chỗ này nó rất là đẹp luôn nha. Giá mũi này chỉ có là 15 triệu đồng thôi nha cả nhà, 15 triệu đồng thôi. Nhưng mà nó cũng có cái ưu điểm và khuyết điểm như thế này.
ưu điểm của nó thì nó rẻ tiền. Làm có đau không anh? Làm thì không đau nha em. Đẹp quá trời luôn chị ơi, em ước gì tới em làm đẹp như chị này. Ok em nha, thì bác sĩ sẽ hứa làm đẹp cho em cho thêm ly. Mũi này thì bên mình chỉ làm khoảng tầm thời gian là 1 tiếng thôi, hoặc là 45 phút thôi nha cả nhà, tầm đó thôi. Còn mũi này thì sử dụng khoảng được 10 năm hoặc là 20 năm thì chúng ta sẽ phải làm lại. Còn nếu mà chúng ta làm mũi cấu trúc á, 35 triệu á, thì chúng ta sẽ xài trọn đời luôn. Đó, cái ưu điểm của nó là một mũi thì xài vĩnh viễn, còn một mũi này thì xài có thời hạn nha cả nhà. Cả nhà lưu ý nha. Cái mũi này có thời hạn xài khoảng tầm 10, 20 năm thì chúng ta sẽ làm lại mũi mới nha. Thì nó có cái ưu điểm khác nhau là như vậy. Emily Cẩm Tú, quá xuất sắc, nôn quá. Ok em. Mũi chị em như chị là bao nhiêu vậy bác sĩ? Mũi chị này chỉ 15 triệu đồng thôi nha Tiên Tiên. 15 triệu đồng thôi nha em. Anh ơi, cảm ơn anh Tuyết nha em. Mà bé nhớ. Bé nhỏ em hả? À bé nhỏ em. Chị này đẹp quá, cảm ơn bé nhỏ em. Đẹp không? Mỹ lung linh luôn nha cả nhà. Một năm này cả nhà, nếp Mỹ sau 1 năm đây. Xuất sắc luôn. Đây, Mỹ sau 1 năm của nhà mình. Bây giờ quay lại làm mũi đó cả nhà, đẹp không? Này, lung linh luôn. Nè, mũi này mốt hết sưng là sẽ đẩy cao lên đầm này nha cả nhà. Đó, gọn hai chỗ này lại nữa nha. Thì nhiều bạn hỏi, ủa anh ơi, tại sao mũi chị này chị làm được 15 triệu? Thì mình xin trả lời.